lâm canh tân phân tích kỹ năng diễn xuất bùng nổ trong phim câu chuyện hoa hồng gần đây với sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình câu chuyện hoa hồng do lâm canh tân đóng chính đã thu hút nhiều sự chú ý với vai diễn phang siêu quen trong phim với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình anh đã thể hiện thành công nhân vật đầy mâu thuẫn và phức tạp này ăn sâu vào lòng người gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong khán giả hàng loạt tương tác trên mạng xã hội của anh khiến mọi người phải trầm trồ trước sự tận tâm, công hiến cho vai diễn, thể hiện sự chuyên nghiệp của anh với tư cách là một diễn viên xuất sắc. Trong Âu chuyện Hoa Hồng, Phan Siêu En do Lâm Canh Tân thủ vai là một nhân vật nam có lòng tử, trọng thấp và khả năng kiểm soát mạnh mẽ. Mối tình vướng mắc giữa anh và Hoàng Nhất Mai do Lưu Diệc Phi thủ vai đã trở thành điểm nhấn của bộ phim. Thông qua màn trình diễn tinh tế của mình, Lâm Canh Tân đã thể hiện một cách sinh động những cảm xúc phức tạp như tự ti, ghen tị và ham muốn kiểm soát của Fang Xiu En khiến khán giả đồng cảm với trải nghiệm và tức giận trước hành vi của anh. Tuy nhiên, chính cách tạo hình nhân vật ăn sâu này đã khiến Lâm Canh Tân gặp phải tình huống phá hàng phòng ngự trên thực tế. Nhiều khán giả đã phẫn nộ trước một số hành vi tiêu cực của Fang Siwen khi xem chương trình. Một số khán giả thậm chí còn mang cảm xúc của mình vào cuộc sống thực và tấn công, bạo hành chính lâm canh tân. Hành vi nhầm lẫn vai trò và diễn viên này chắc chắn đã mang đến một áp lực và rắc rối nhất định cho Lâm Canh Tân. Đối mặt với những bình luận tiêu cực từ khán giả, Lâm Canh Tân đã thể hiện sự bao dung và thấu hiểu tuyệt vời anh đang đoạn ghi âm trò chuyện với bạn bè lên mạng xã hội, hài hước tự diễu bản thân vì đã phá bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự và bày tỏ sự hiểu biết trước sự bất mãn cũng như tức giận của khán giả đối với nhân vật. Thái độ thẳng thắn Thẳng thắn này không chỉ giành được sự tôn trọng, thấu hiểu của khán giả mà còn nâng cao hơn nữa hình ảnh của anh trong lòng khán giả điều đáng nói là việc lâm canh tân tạo ra nhân vật Phan siêu en không chỉ đơn giản là đáp ứng sở thích của khán giả hay theo đuổi hiệu ứng kịch tính trong một cuộc phỏng vấn anh cho biết anh hy vọng thông qua vai diễn này anh có thể khiến khán giả suy nghĩ và thảo luận về những nhân vật tương tự ngoài đời thực anh tin rằng những nhân vật như Phan siêu en không phải là hiếm ở ngoài đời họ có thể ở xung quanh chúng ta hoặc thậm chí là chính chúng ta vì vậy thông qua những phân tích chuyên sâu của fang En, khán giả có thể hiểu rõ hơn về thế giới nội tâm của những người như vậy từ đó có thể ứng phó và xử lý những tình huống tương tự tốt hơn ngoài ra lâm canh tân còn truyền tải thái độ và giá trị sống tích cực tới khán giả thông qua vai diễn này anh tin rằng dù gặp phải khó khăn thử thách nào chúng ta cũng nên giữ một trái tim kiên trì dũng cảm theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của mình việc truyền năng lượng tích cực này cũng cho phép khán giả đạt được sự giác ngộ và khích lệ về mặt tinh thần khi thưởng thức cốt truyện nhìn chung diễn xuất của lâm canh tân trong câu chuyện hoa hồng rất bùng nổ Thông qua kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và cách tạo nhân vật có chiều sâu, anh đã thể hiện thành công nhân vật Fang Siêu En trong một vai sống động như thật và có cội, nguồn sâu sắc, dù gặp phải tình huống, phá hàng giàu, nhưng anh vẫn đứng trước những bình luận tiêu cực từ khán, giả bằng thái độ bao dung và thấu hiểu, thể hiện sự chuyên nghiệp và sức hút cá tính của một diễn viên xuất sắc. Đồng thời, anh cũng truyền tải thái độ và giá trị sống tích cực cho khán giả thông qua vai diễn này giúp khán giả có được sự giác ngộ và khích lệ về mặt tinh thần khi thưởng thức cốt truyện trong tương lai của nghề diễn xuất tôi tin lâm canh tân sẽ tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp chuyên nghiệp này và mang đến cho khán giả những tác phẩm vai diễn xuất sắc hơn nữa Chúng tôi cũng mong đợi khả năng của anh ấy để tiếp tục thử thách và bứt phá bản thân trong những màn trình diễn trong tương lai, đồng thời mang đến phong cách biểu diễn đa dạng và sâu sắc hơn cho khán giả. Tín 02, bộ phim truyền hình tình cảm đô thị rất được mong đợi, chuyện hoa hồng, đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, quy tụ nhiều ngôi sao có cả sức mạnh lẫn ngoại hình như Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vi, Bành Quan Anh, Lâm Canh Tân. Hoắc Kiến Hoa, Vạn Thiến và Chu Trúc để tạo nên một bộ phim truyền hình tình cảm đô thị rất được mong đợi, chuyện hoa hồng. Bữa tiệc nghe nhìn, Lưu Diệc Phi đã có màn trình diễn tuyệt vời trong bộ phim này, vào vai nữ chính, Hoàng Nhất Mai, trong tiểu thuyết gốc của Y Su. Mối ràng buộc tình cảm giữa cô và bốn nhân vật nam quyến rũ đã dệt nên một bộ phim tình cảm cảm động, khi câu chuyện dần đi sâu thế giới hôn nhân của Hoàng Y Mây và Phan Siêu En dường như trở nên hỗn loạn, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đang bay như tia lửa. Trong trailer được bộ phim tung ra, một cuộc xung đột gay gắt đã được dàn dựng giữa Hoàng Y Mây, bạn diễn của cô và mẹ chồng, xúc động đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Sau đó, vai Phan Siêu En của Lâm Canh Tân đã làm dấy lên một làn sóng thảo luận khu vực bình luận trên mạng xã hội của anh ngay lập tức chìm trong các cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng và số lượt thích đã vượt quá 100.000, phản ứng với cốt truyện. Ôi cư dân mạng thân mến, logic của bạn có vẻ hơi sai lầm. Mẹ của chú chó xù này vô tội cư dân mạng lấy cốt chuyện này làm lời giới thiệu và nói đùa một cách hài hước ngay cả việc làm móng tay và váy cũng trở thành điều cấm kỵ và tôi không bảo vệ mình trước những lời buộc tội của mẹ phang siêu en tôi không phải nói đến bạn mà là các nhân vật trong vở kịch đáp lại lâm canh tân đáp lại mặc cảm tự ti của nhân vật phang bắt nguồn từ trái tim dù có cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể thay đổi hoàn toàn đặc điểm này. Trong cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân tự tin trả lời chủ đề gây tranh cãi về việc đóng vai chính. Vì tôi đã tạo ra thành công nhiều nhân vật được khán giả yêu thích, tại sao nghi ngờ này lại quan trọng? Tín không ba, gần đây, một nhân vật rất được yêu thích đã xuất hiện trong làng phim truyền hình, đó chính là Phan Siêu En, khó ưa, khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Anh ấy quá hấp dẫn thiết kế nhân vật này thực sự là một cái bẫy do biên kịch răng sẵn mỗi câu nói đều khiến tôi muốn nhảy dựng lên nhưng lại không thể phản bác được thật sự không nói nên lời tất cả chúng ta đều biết rằng ngôi sao diễn xuất lâm canh tân đã đóng vai này kỹ năng diễn xuất của anh ấy thực sự đáng kinh ngạc anh ấy đã làm cho những tính cách phức tạp khác nhau của nhân vật này trở nên sống động thật tuyệt vời lâm canh tân hào phóng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng việc đóng một vai gây tranh cãi như phang siêu en có thể bị khán giả chỉ trích nhưng anh chỉ thích thử thách và muốn mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ và mang đến những bất ngờ khác nhau đối với anh vai phang siêu en đơn giản là một nỗ lực táo bạo trong sự nghiệp diễn xuất của anh anh ấy đã đóng một vai có thể khiến mọi người nghiến răng một cách sống động dù khiến mọi người tức giận nhưng họ phải ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Kỹ năng, khó chịu, của Phan Siêu quả thực không hề hạn chế. Anh nói như dao, mỗi câu nói đâm vào tim khiến khán giả vừa tức giận vừa ngứa ngáy nhưng cũng cảm thấy cay đắng. Không nói nên lời, mọi người nói đùa. Sau khi xem Phan Siêu tôi lo lắng đến mức bây giờ không dám theo dõi bộ phim. Những phản hồi chân thành và phê phán như vậy cho thấy sự đầu tư quá mức của khán giả vào cốt truyện cũng như sự tận tâm của họ đối với các nhân vật. Thực sự là yêu và ghét, Lâm Canh Tân, một diễn viên quyền lực luôn được khán giả yêu mến sâu sắc nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và cách thể hiện vai diễn đa dạng. Những màn trình diễn của anh luôn bắt mắt và các nhân vật của anh đầy màu sắc giành được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ anh thực sự là một nghệ sĩ đa năng, dù là trang phục cổ trang hay cuộc sống hiện đại, dù là hài kịch vui nhộn hay bi kịch cảm động, anh đều có thể dễ dàng điều khiển và mang đến cho khán giả một khung cảnh mãn nhãn về mặt hình, ảnh. Những màn trình diễn của anh luôn đầy sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, khiến người xem phải hoa mắt và nhớ mãi không ngừng. Diễn xuất của Lâm Canh Tân trong bộ phim mới thực sự đáng kinh ngạc vai diễn phang siu của anh có thể nói là kiệt tác về kỹ năng diễn xuất của anh khiến mọi người phải choáng váng anh thấu hiểu sâu sắc tâm hồn nhân vật và xử lý ngay cả những chuyển động cơ thể nhỏ nhất mỗi cái nhìn mỗi bước đi của anh đều chiếm được cảm tình của khán giả như có phép thuật khiến người xem như có thể tự mình cảm nhận được những thay đổi cảm xúc của nhân vật quả thực một số người không mấy tin tưởng vào khả năng diễn xuất của lâm canh tân một số người cho rằng diễn xuất của lâm canh tân trông giống phang siêu en đến mức tôi hơi khó chịu với nhân vật này tuy nhiên một số người cũng đưa ra ý kiến phản đối kỹ năng diễn xuất của lâm canh tân quả thực rất tốt nhưng nhân vật Phan siêu en thực sự rất khó chịu tôi không muốn xem anh ấy nữa ấn tượng sâu đậm trong vở kịch đường tình cảm giữa Rose và Frank En thực sự giống phiên bản đời thực của vở kịch, có những khúc mắc, khúc mắc khiến người ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hai người bắt đầu như những người xa lạ và dần trở nên thân thiết nhưng sau đó trở nên xa lạ vì hiểu lầm và cãi vã. Khán giả cũng được trải qua những thăng trầm trong tình yêu với họ, thực sự cảm động. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về đường tình duyên này có người than thở, sự kết đôi của Rose và Fang Siu En khiến tôi bật khóc. Buồn quá, tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nát. Tuy nhiên, một số người cũng nhìn nhận theo cách này. Tuy gặp nhiều khúc quanh trên đường nhưng cuối cùng họ cũng có thể đoàn tụ. Đó là cái kết hoàn hảo mà ai cũng mong muốn nhất. Siu En người này thực sự rất đau đầu. Nếu tôi là Rose, tôi đã chia tay với anh ta từ lâu rồi. Đây không chỉ là sự bất mãn của nhân vật Fang Siêu En mà còn là biểu hiện của sự mong đợi của mọi người đối với cốt truyện sẽ phát triển tiếp theo như thế nào. Cốt truyện này thực sự rất thú vị và nhân vật chính Fang Siêu En khiến trái tim khán giả như thắt lại. Khả năng khiến mọi người tức giận của anh ta khó chịu đến mức họ không thể ngừng làm việc đó. Kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân thật tuyệt vời anh ấy đã làm sống động vai diễn Fang Siêu Mọi người đều thích tụ tập lại để thảo luận về vai diễn này và nó đã trở thành một chủ đề nóng. Hồi trong mọi người, các diễn viên lần này thực sự gặp phải một thử thách lớn. Nhập vai khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Đây đơn giản là đỉnh cao của nghệ thuật. Tạo nên một nhân vật như vậy đơn giản là một bước đột phá lớn đối với các diễn viên họ đã vận dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và tài năng vượt trội của mình để để lại ấn tượng khó quên trên màn ảnh đằng sau sự thành công luôn có những tiếng nói và tranh cãi khác nhau giống như những loại gia vị trong nấu ăn khiến các nhân vật trở nên đầy đủ và sinh động hơn đây là sức hấp dẫn của các diễn viên họ luôn có thể vượt quá sự mong đợi của chúng ta và khiến chúng ta ngạc nhiên theo cách riêng của họ các bạn thân mến bạn nghĩ gì về Fang Xiu En? Bạn có thấy anh ấy đặc biệt hấp dẫn không? Vẫn không thích những gì anh ấy đã làm. Hãy đến, hãy trò chuyện trong khu vực bình luận và chia sẻ cảm xúc thật của bạn.